chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Tập Cận Bình cho quân tấn công vào Cao Bằng nhằm dằn mặt Việt Nam đi đêm với Mỹ và việc chính quyền Việt Nam phất lờ cảnh báo về vụ Đắk Lắc. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, nhằm gửi thông điệp cảnh báo tới giới lãnh đạo Việt Nam trước khi có chuyến thăm Mỹ, Tập Cận Bình đã cho quân tấn công vào tỉnh Cao Bằng để dằn mặt và 12 ngày đêm quyết tử của quân đoàn 1 Cộng sản Việt Nam. Vụ bạo động tại Đắk Lắk, nhà công quyền Cộng sản đã phớt lờ lời cảnh báo và sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, thời gian dài vừa qua, Tập Cận Bình và giới quân sự Trung Quốc có vẻ như ngày một hung hăng hơn trước sự lãnh đạo yếu kém của chính quyền mỹ dưới thời của ông joe biden đứng trước việc mối quan hệ giữa mỹ và việt nam đang xích lại gần nhau với chuyến thăm cấp cao của nguyễn phú trọng tới mỹ và việc tàu sân bay mỹ sắp sửa có chuyến thăm đà nẵng tập cận bình và giới lãnh đạo trung quốc đã gửi thông điệp cảnh báo tới phía việt nam bằng cuộc tấn công vào tỉnh cao bằng thuộc biên giới phía bắc của việt nam nhưng đã bị quân đội Cộng sản Việt Nam giáng trả những đòn chí mạng. Theo các nguồn tin quân sự chúng tôi có được, vào hôm ngày 5 tháng 6 vừa qua, quân Trung Quốc đã bất ngờ xua quân vào lãnh thổ Việt Nam áp sát thị xã Cao Bằng. Ở một địa điểm cách cửa khẩu Tà Lùng 15 km là đèo Khao Chĩa, thuộc địa phận thị trấn Hòa Thuận, Phục Hòa, Cao Bằng, quân Trung Quốc đã tấn công theo hướng này cỡ gần quân đoàn với rất nhiều xe tăng. Sau khi nhanh chóng chiếm được cửa khẩu và thị trấn Phục Hòa, chúng tiếp tục đánh về hướng thị xã để hợp với cánh quân đánh Trà Lĩnh, kéo ra tại đỉnh Đèo, Mã Phục, theo kế hoạch đã định sẵn. Thế nhưng, đến Đèo, Khao Chĩa, thì quân Trung Quốc đã bị chặn lại bởi Trung đoàn 567, quân đoàn 1 lính Trung Quốc được hỗ trợ bởi xe tăng pháo binh trong suốt cuộc chiến nhưng không vượt nổi qua con đèo, mặc dù đơn vị này bị cô lập hoàn toàn và chiến đấu độc lập. Trung đoàn 567 vốn là trung đoàn bộ binh, sau có thêm sự hỗ trợ của một tiểu đoàn pháo mặt đất thuộc tỉnh đội. Trước thời điểm quân Trung Quốc tấn công là những ngày nóng bỏng, khu vực biên giới trở nên cực kỳ phức tạp phía Trung Quốc giờ đủ các biện pháp phá hoại. Người Trung Quốc thường xuyên tìm cách lén vượt biên sang các làng bản bên Việt Nam, kích động lôi kéo bà con các dân tộc thiểu số làm nội gián. Chúng còn cho một số bộ đội biên phòng phía bên kia giả làm bọn đầu trộm đưa cướp, phục kích những chỗ mà các quan chức Việt Nam hay đi lại để bắt cóc đem về khai thác, gây hoang mang dư luận đêm khuya chúng di chuyển cột mốc, chặn cả suối cho dòng chảy chuyển sang hướng khác. Được biết, ngay từ đêm ngày mùng 5 tháng 6, các tổ thám báo của Trung Quốc đã bí mật mang theo bọc phá luồng sâu, móc nối với những thành phần nội gián, thành lập các toán vũ trang phục sẵn các ngã ba đường, bờ suối, các cây cầu nhằm ngăn chặn quân Việt Nam. Đồng thời chúng cũng bí mật các đường dây liên lạc để cô lập chỉ huy, sư đoàn với các chốt trận địa pháo của quân đoàn 1 ngay sát biên giới. Một nhân chứng kể lại, sau khi vượt biên qua biên giới, lính Trung Quốc đã đào lên mấy cái hầm bí mật khá to, chứa rất nhiều súng đạn, quân trang. Chúng đã đào và chôn cất ở đây khá lâu, chứng tỏ đã có âm mưu gây hấn với Việt Nam từ trước. 5 giờ sáng ngày 6 tháng 6 vừa qua, sau tiếng nổ liên hồi, xe tăng và xe bộ binh Trung Quốc đã nhất tề tràn ngập lãnh thổ Việt Nam. Các đơn vị của Trung đoàn 567 cùng với dân quân địa phương chiến đấu chống trả quyết liệt, suốt một giải từ biên giới Tà Lùng sang đến nhà máy đường Phục Hòa, cho đến chân đèo Khao Chĩa, lính Trung Quốc bị chặn đứng. Xe tăng, xe bộ binh Trung Quốc, cái thì tan sát, cái thì lực ngửa pháo lên trời, cái thì bốc cháy lao vào bụi tre, một dân quân người địa phương chập tối lấy đâu được một khẩu K-44 liền ngay lập tức tham chiến. Đến lúc chỉ còn hai viên đạn mới nhận ra là mình đang ở giữa thung lũng, hai bên là hai cánh bộ binh Trung Quốc đang tìm mọi cách để tiến sang. Anh dân quân bắn vào mỗi bên một phát đạn rồi nhanh chóng chạy vào trong hốc đá. Thế là hai cánh quân xâm lược cứ thế núp kính rồi bên này bắn bên kia. Đến khi bọn lính thông tin nhận ra được tín hiệu của đồng bọn thì đã thiệt hại lớn về nhân mạng. Mới đầu, quân Trung Quốc chỉ tìm đánh với các lực lượng vũ trang trúc giữ ở biên giới, nhưng đến lúc không tiến lên nổi, chúng quay sang điên cuồng đốt phá trả thù. Đến ngày thứ ba thì có bốn chiếc xe tăng chọc thủng phòng tuyến, chạy thẳng lên đèo khao chĩa. Bốn xe tăng lên đến giữa đỉnh đèo thì ngay lập tức đụng phải chướng ngại vật là một chiếc ô tô dựng sẵn cùng một đống cây cối. Chưa kịp xoay sở, chúng đã bốc cháy ngùng ngục sau máy quả đạn B-41. Những tinh lính trong tháp pháo nhảy xuống chạy trốn cũng nhanh chóng chịu chung số phận. Sự kháng cự của lực lượng quân đồn 1 chốt trên hướng khác của Khao Chĩa buộc Trung Quốc phải thay đổi chiến thuật. Chúng chia quân thành những đơn vị cỡ tiểu đoàn, cơ động để tham gia vào các hoạt động tìm kiếm, khóa đường lùng sục Nhưng với sự cơ động và linh hoạt của các binh sĩ Cộng sản Việt Nam, suốt mấy ngày, lính Trung Quốc vẫn không thể vượt qua con đường này. Sau khi tình báo, quân đội nhận được tin quân Trung Quốc chuẩn bị một trận quyết đấu, mang một lực lượng lớn dồn lính quyết mở thông đường qua Cao Chỉa về đèo mã phục hội quân các binh sĩ Cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ nín thở chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi trận quyết đấu. Trung tá Nguyễn Chí Cương cùng với mấy đồng đội nữa chia nhau chốt giữ một nhánh đường phía Bắc đèo khao chĩa, thì thấy có ba chiếc xe tăng có in dòng chữ bát nhất tiến lại. Có vẻ như lính Trung Quốc sử dụng xe tăng để thăm dò tình hình. Trung tá Cương lúc này lặng lẽ ẩn nấp dưới giao thông hào gần đó, chờ xe đi qua, mới dùng súng B-40 bắn. Sau đó chạy thẳng lên đồi dưới làng đạn của giặc. Hai chiếc xe đi trước quay lại cứu đồng bọn đang bị mắc kẹt trong chiếc xe vừa bị bắn đang bốc cháy. Trong phút chốc cũng chịu chung số phận. Trong trận đánh đó, Cương hy sinh khi quân Trung Quốc phát hiện ra vị trí ẩn nấp của mình ở trên núi. Một đồng đội kể lại. Sáng hôm sau, cả đoàn xe tải nối đuôi nhau chạy vượt lên đèo. Chiếc xe đầu đã lọt vào trận để phục kích. Hàng chục con mắt và đôi tai binh sĩ cộng sản lúc này cứ căng ra và đổ dồn về phía chỉ huy chờ đợi. Và cứ mỗi chiếc xe chở lính Trung Quốc chạy qua tầm súng, các binh sĩ lại thêm một lần hồi hộp chờ nổ súng. Ở ngay vị trí chặn đầu, loạt đạn AK trúng ngay tên cầm lái. Chiếc xe lão đảo đâm vào vách núi rồi bật lại, xoay nửa vòng nằm chình ình chắn ngang đường đội hình 16 chiếc xe còn lại với hàng trăm tinh lính nằm gọn trong tầm súng và biển lửa. Những loạt đạn B-40, B-41 phóng xuống những chiếc xe bốc cháy và nổ tung liên tiếp. Những xe còn lại gối loạn, bốc còi in ỏi tìm đường tẩu thoát, nhưng chạy đâu khi đã lọt vào trận địa phục kích. Nắm đúng thời cơ, trung đội trưởng cối 82 ly ra lệnh đánh hàng chục quả đạn đã được tính toán kỹ lưỡng bắn nối đuôi nhau, dội lửa xuống đầu quân Trung Quốc, tiêu diệt hàng trăm tên lửa. Ở hướng tà lùng lúc này, quân Trung Quốc đã vấp phải bức tường bằng sắt, không thể tiến thêm bước nào nữa. Cây cú Trung Quốc dồn một lượng quân lớn ở thị xã Cao Bằng rồi đánh ngược lên biên giới theo hướng đèo Mã Phục. Từ đằng sau đánh lên, kết hợp với quân lính từ bên kia tràn sang, bổ sung quân theo đường Tà Lùng mục tiêu của chúng là bao vây và diệt cho bằng hết Trung Quốc. Trung đoàn 567 cùng với các lực lượng dân quân địa phương chốt giữ ở Khao Chĩa trả cho bằng được mối hận ấy. Trung đoàn 567 bấy giờ hành quân về đến Quảng Uyên lại đụng độ và bắn nhau với địch một trận long trời lỡ đất nữa nhưng vẫn bảo toàn được lực lượng rút về địa điểm ém quân đã định sẵn bị thất bại thảm hại sau vòng gần 12 ngày đêm, cuối cùng quân Trung Quốc đành phải rút quân về nước. Trong diễn biến liên quan cũng đang làm chấn động dư luận khác. Mời quý vị lắng nghe chuyên mục Vụ bạo động Đắk Lắc, Nhà cầm quyền đã phớt lờ cảnh báo. Thưa quý vị, nhiều nhà quan sát nói, trong mắt của người thượng khi thấy các gia đình người kinh từ họ hàng, làng sớm đến các quan cai trị, lũ lượt từ dưới xuôi tràn ngập Tây Nguyên phá buôn lập phố, phá rừng lập làng, họ không thể nghĩ khác được. Đó là những kẻ thực dân mới. Người thượng từng nổi dậy suốt chiều dài lịch sử ở đất nước này. Trước cả thời ông Diệm, lẫn thời toàn trị Cộng sản, vụ tập kích ở cư cu In là sức công phá của mâu thuẫn nội tại trong lòng chế độ. Dù chính quyền tìm mọi cách để khỏa lấp, nếu tiếp tục trưng lên hình ảnh trang bị gậy độc và xuống ống cho người kinh săn bắt các nghi can bản địa như vừa qua thì đấy là một hình thức gieo mầm tiếp cho tai họa bộ máy cai trị của đảng và nhà nước trên thực tế đa số là những người kinh họ đưa toàn bộ bản thiết kế các làng xã và các thành phố dưới xuôi lên áp đặt cho các buôn làng tây nguyên đối với dân bản địa buôn làng đồng nghĩa với đất nước trong mắt của người thường khi thấy các gia đình người kinh từ họ hàng làng sớm đến các quan ca trị, lũ lượt từ dưới xu tràn ngập Tây Nguyên. Phá buôn lập phố, phá rừng lập làng, họ không thể nghĩ khác được, đó là những kẻ thực dân mới. Nguyễn Thiên Văn, dân Nghệ An, nhận hoa sau khi được cho ghế phó chủ tịch Đắk Lắc ngay sau vụ bạo động. Những tân thực dân này tầm nhìn lại hạn hẹp, chỉ thấy cái lợi trước mắt không thấy lâu dài, không có chiều sâu văn hóa những dự án phá rừng trồng cao su, cà phê hình thành trong phòng máy lạnh của quan cai trị, tư bản hoang dã, làm giàu bằng đất đai, bằng tài nguyên thiên nhiên đi đêm với quan cai trị, khoanh vùng chiếm đất Tây Nguyên trên bản đồ, những công ty cao su phá hàng trăm hecta rừng trồng cao su, hàng trăm hecta rừng mất đi cho sân golf, cho resort, cho những khu đô thị một lên, hàng ngàn hecta rừng chìm dưới lòng hồ thủy điện. Những cánh lừng thâm thẳm của thần linh, của huyền thoại, sử thi Tây Nguyên nhanh chóng biến mất. Một chuyên gia quốc tế từng đề cập đến lời cảnh tỉnh khá sớm của nhóm nghiên cứu tình hình Tây Nguyên trước đây. Nếu không kịp thời có giải pháp khắc phục những khiếm khuyết của quá trình khai thác và sử dụng đất đai, thì vấn đề dân tộc sẽ rất có thể phát sinh trong thế thực tế ngày nay. Nay mai ở Tây Nguyên, chí ít là mất ổn định, nghiêm trọng là máu lại đổ. Một khi vấn đề dân tộc và tôn giáo nguyện vào nhau thì nguy cơ tới thật khó lường. Trước đây khi mà sự hiện diện của người kinh ở Tây Nguyên hãy còn mờ nhạt, bởi ngoại trừ những phu đồn điền được tuyển mộ, người kinh biệt cấm lên Tây Nguyên thổ ấy, cũng đã từng có những lời cảnh báo như thế. Vào buổi bình minh của thế kỷ 20, từng có một nhà thám hiểm, dân tộc, học, Henry Master, sinh năm 1883, mất năm 1914, từng nhận định về những tổn hại từ sự can thiệp của người Kinh vào Tây Nguyên như sau. Ở phía này, sự thâm nhập hòa bình của người An Nam còn tai hại cho người mọi hơn các cuộc cướp phá của người Lào và người Campo, tức là người Campuchia. Người Lào và người Campuchia chỉ làm lây chuyển và tỉa cành cái thân vẫn còn sống động của chủng tộc. Còn người An Nam thì gặm dần và làm cho nó ruộng nát tới tận lõi. Thời lượng còn lại cũng trình hình sự là bản tin quốc tế. Ukraina tuyên bố tấn công kho chứa đạn của Nga ở Kherson. Người phát ngôn không quân Urena Yugi Inat cho biết kho đạn nói trên nằm ở làng Giko thuộc khu vực Henrichek của Kherson. Ông Yuri Inat nói trên truyền hình trực tiếp càng nhiều kho đạn của đối phương phát nổ thì họ càng có ít đạn dược để tấn công lực lượng phòng thủ của chúng ta. Trong một bài đăng trên Telegram vào ngày 18 tháng 6, ông Sahid Rajesh, người phát ngôn của chính quyền quân sự Odessa cho biết các lực lượng Ukraine đã tấn công một kho đạn dược quan trọng ở Hanitrik. Có một kho đạn dược rất quan trọng, nó đã bị phá hủy. Truyền thông Ukraine đã đăng video cho thấy một cục khối khổng lồ bốc lên từ phía chân trời cùng với nhiều tiếng nổ. Một tuyên bố riêng từ quân đội Ukraine cùng ngày cho biết lực lượng nước này đã tấn công một số mục tiêu trong 24 giờ qua. Các đơn vị tên lửa và pháo binh đã tấn công ba sở chỉ huy, hai khu vực tập trung nhân lực, năm kho đạn dược và ba đơn vị pháo binh tại các vị trí phai hỏa. Phía Nga chưa bình luận về thông tin này. Vùng Kherson đã bỏ phiếu sắp nhập Nga vào tháng 9 năm 2022, nhưng Ukraine không công nhận. Trong một diễn biến tiếp theo, Pakistan đặt niềm tin phục hưng vào lâu hoàng quan trọng từ Nga. Chuyên gia nói chưa dám chắc. Pakistan cho biết việc giao dịch bằng đồng nhân dân tệ sẽ có tác dụng hỗ trợ cho nền kinh tế các chuyên gia tỏ ra không chắc chắn là lắm về nhận định này. Nhập khẩu dầu Nga Theo Nikkei Asia, chính phủ Pakistan đang ca ngợi và cho rằng việc nhập khẩu lô dầu mỏ đầu tiên của Nga là một bước ngoặt đối với nền kinh tế đang suy thoái. Nhưng các chuyên gia nhấn mạnh rằng còn quá sớm để kết luận rằng thỏa thuận này sẽ giúp ích được nhiều cho Pakistan. Trước đó, một con tàu chở khoảng 330.000 thùng dầu thô của Nga đã cập cảng Karachi. Một tàu khác với lượng dầu nhiều hơn một chút dự kiến sẽ đến vào tuần tới. Thủ tướng Pakistan Sebat Sharif, gọi các lô hàng nhập khẩu này đánh dấu bước tiến mới của nền kinh tế đất nước. Đây là chuyến hàng đầu tiên của Nga đến Pakistan. Và là khởi đầu của mối quan hệ mới giữa Pakistan và Liên bang Nga ông viết trên Twitter. Dầu của Nga sẽ được tinh chế bởi nhà máy lọc dầu Pakistan. Trong giai đoạn thử nghiệm, nhà máy lọc dầu sẽ nộp báo cáo lên chính phủ về khả năng kỹ thuật và thương mại của việc sử dụng dầu. Nhưng trước khi quá trình đó hoàn tất, Pakistan đã bắt đầu nói về những lợi ích mà người dân Pakistan vốn đang mệt mỏi vì lạm phát sẽ được hưởng. Musadik Malik Bộ trưởng Bộ Dầu Mỏ nói với truyền thông địa phương rằng một khi Pakistan bắt đầu nhận được nguồn cung cấp dầu mỏ thường xuyên của Nga, điều đó sẽ dẫn đến sự sụt giảm lớn về giá nhiên liệu. Ông Malik tuyên bố rằng Islamabad đã nhận được mức giá ưu đãi từ Moscow khi mua hàng, nhưng không đưa ra chi tiết cụ thể. Những vấn đề khó giải quyết Pakistan đã trả khoảng 13 tỷ USD để nhập khẩu dầu cho 80% nhu cầu của mình trong năm tài chính 2022 đến 2023. Nhưng giống như nhiều nền kinh tế mới nổi khác, nước này đã bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Ukraine và còn gặp thêm khủng hoảng chính trị trong nước. Trong khi đó, Moscow đã bị phương Tây áp hàng loạt các lệnh trừng phạt. Ấn Độ đã nắm bắt cơ hội để mua dầu với giá cả phải chăng của Nga. Và giờ đây, Islamabad cũng đang tính đến việc đi theo con đường tương tự. Tuy nhiên, những lợi ích có thể sẽ không đến dễ dàng như vậy. Antat Zafa, một cố vấn dầu mỏ ở Islamabad, lo ngại rằng bất kỳ khoản giảm giá nào mà Pakistan nhận được từ dầu Nga cũng sẽ bị bù trừ bởi chi phí vận chuyển cao. Dầu của Nga cũng có tính chất khác so với dầu DJ, vốn không phù hợp với nhu cầu của Pakistan. Ông Zafar cho rằng việc nhập khẩu từ Nga là một dự án thử nghiệm bí ẩn khi chỉ có và chi tiết được công khai.